Xin kính chào tất cả anh chị đang có mặt trong video ngày hôm nay của Tường Gỗ Sứ Nguyễn Hồng. Lời đầu tiên thì cho phép MC Thu Hương gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả anh chị và các bác và kính chúc cho anh chị nhà mình công việc ngày mới luôn được thuận lợi cũng như là luôn được hạnh phúc và bình an bên gia đình và người thân. Và ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh chị nhà mình một cái siêu phẩm mặc dù là kích cỡ nhỏ nhưng mà lại giá trị rất là to và đặc biệt là đây là một siêu phẩm đục rất là kỹ. Và trước mắt anh chị đây đó chính là một bình mai phú quý tài lộc đục theo lối cánh kép trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen đang để mộc anh chị nhà mình nhá. Bên em chưa có BU cho tác phẩm này và hiện tại thì tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Và kính mời anh chị nhà mình đi sâu hơn vào tác phẩm để tìm hiểu một vài những cái ý nghĩa phong thủy cũng như là từng nét đẹp ẩn chứa trong tác phẩm ở video ngày hôm nay được không ạ? Vâng, và chiều cao kích thước của tác phẩm với tổng chiều cao là 34, chiều ngang 30 và chiều sâu là 25. Đường kính của phần bình tròn này là 24 và chỉ là giá là 9 triệu đồng, bao gồm cả phí vận chuyển. Anh chị và các bác nhà mình đã được sở hữu một tác phẩm vô cùng và tuyệt vời. Và đầu tiên thì anh chị cùng ngắm nhìn cho em từ chất vân, chất gỗ này. Đấy, phần bình được bo bằng tay rất là tròn trịa luôn phải không ạ? Để mộc để có thể là phô ra được cái chất vân gỗ này. Gỗ chắc đỏ đen thì xếp tốt trong tứ đại vương mộc, một trong những dòng gỗ đắt đỏ cũng như là quý hiếm bậc nhất Việt Nam hiện tại phải không ạ? Và anh chị cùng nhìn ngắm giúp em vào những cái phần cánh hoa này, đến nhụy hoa, trời ơi thật sự luôn là khi mà nhìn vào cái siêu phẩm này rất là đã mắt luôn anh chị nhà mình ạ. Cánh hoa đục rất là mềm mại này, đấy từng cái lối đục này châm tỉa rất là tỉ mỉ luôn phải không ạ? Đấy thông thường thì với những cái bình hoa mai khác thì đục rất là sơ sài, nhưng mà với cái bình này nhà em đục rất là kỹ luôn anh chị ạ. Đấy, bình nào mà đục cánh cong và đục nhụy ra nhụy này đấy, cánh ra cánh tơi như này thì thật sự luôn là công rất là nhiều anh chị nhá. Người nghệ nhân đã dồn hết tâm huyết của mình vào trong tác phẩm. Và bên cạnh đó thì những cái chú chim sẻ này đang díu dít nô đùa bên cạnh những cành mai báo hiệu một mùa xuân đến này, một mùa xuân vạn vật cây cối muôn hoa đâm chồi nảy nọc, đấy mang đến những cái điều ngọt ngào, sự sống cho và thiên nhiên ban tặng cho chúng ta phải không ạ? Và cùng với đó là đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân nổi tiếng là nghề Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Ngày hôm nay em gái có rất là hân hạnh được có mặt trong video để mang đến anh chị một siêu phẩm rất là tuyệt vời và chỉ là 9 triệu đồng thôi anh chị nhà mình nhé. Các bác nhà mình quan tâm đến tác phẩm, mong muốn sở hữu để có thể là trưng ở vị trí phòng khách hoặc tại nơi làm việc thì cũng có thể liên hệ cho bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc là 0789336318 để được bên em tư vấn cụ thể, đồng thời là gia lộc cho anh chị để anh chị sớm được hữu duyên với tác phẩm để làm cho căn phòng khách cũng như là vị trí làm việc thêm phần sang trọng và lịch lãm hơn được không ạ? Hẹn gặp lại anh chị nhà mình ở những video sắp tới với nhiều tác phẩm đẹp hơn ạ.